chú không chịu được ạ. Bây giờ quay cho con mì mẹ này nóng. Mẹ không cần. Bây giờ con muốn miệng nóng hay là con nóng? Nó để ý con. Bố quay bằng một tí này. Công bằng. Nên tổ công minh. Xui. Ăn đi con. Em bố chơi hết rồi. Con tập trung ăn bánh thôi, không phải ăn bịt. Ăn nó lòi bụng. Ăn nhiều thịt thì tốt. Đấy, ăn hết cái đấy. Hơi ngấy. Do là thu vừa ra nước nha. Ăn cho tự ăn nhé. Thì cứ cởi trần coi là.